Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mấy chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhá. Mới vừa đây thì quý nhà có cập nhật được rất là nhiều cái thông tin vui và chắc có lẽ quý cô chú anh chị em cũng đã chờ trong một khoảng thời gian vừa qua. Và hiện tại bây giờ đó quý cô chú anh chị, thì phía bên của Trường Sang cũng đã thông báo là chú Mạnh Quỳnh đã có chuyến bay về bên Việt Nam. Và hiện tại bây giờ thì cũng đã đang cùng đồng hành với lại Tuyết Nhung và Trường Sang để chuẩn bị cho mini show tối ngày hôm nay. Và mini show này mang tên Hai Lối Mộng của Trường Sang và Tuyết Nhung sẽ được tổ chức tại tầng 3 số 123 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Và nếu như quý cô chú chị em nào yêu thương hai em và muốn đến để có thể là trò chuyện trực tiếp cùng với lại hai em trong mini show lần này thì chúng ta có thể là liên hệ với số điện thoại của phía bên ban tổ chức chương trình để có thể là đặt bàn nhé. Dạ vâng, thì hiện tại bây giờ mọi thứ để có thể là chuẩn bị cho một chuỗi live show trong tháng 4 này, nó là một cái điều gì đó được gọi là tuyệt vời. Và chắc chắn quý cô chú anh chị em cũng sẽ không quên được ngày 10 tháng 4, đúng không ạ? Tại vì ngày đó sẽ hoài niệm lại rất là nhiều cái kỷ niệm. Có lẽ rằng mọi người sẽ khó có thể nào quên một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, một người có một cái tấm lòng nhân ái giống như cô Hai. Và vâng, đó là ngày sinh nhật của cô Hai. Và mới vừa đây đó quý cô chú anh chị, thì của nhà có nghe được nhiều cái thông tin lắm. Và chắc có lẽ mọi người cũng đã nghe rồi chứ không phải là riêng chị Cún Nhà không đâu. Và những cái thông tin dữ dương như thế này thì nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến gia đình của cô Hai, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái danh tiếng của cô Hai. Và một người đã mất thì không thể nào mà sống lại được. Cho nên những cái câu chuyện xuyên tạc cứ lên tiếng nói rằng cô Hai thì vẫn còn sống và đang ở bên Mỹ cùng với lại chú Mạnh Quỳnh. Mọi người biết làm sao không? Những cái câu chuyện bịa đặt như thế này á, quý nhà cũng không thể nào mà hiểu nổi họ làm vì cái mục đích như thế nào. Chắc chắn với quý cô chú anh chị em rằng họ muốn xuyên tạc và làm ảnh hưởng đến cái thanh danh, danh dự cũng giống như là cái uy tín mà cô Hai đã gây dựng suốt mấy mươi năm vừa qua. Vì hiện tại bây giờ thì những cái thông tin đó nó càng ngày càng nhiễu nhương ở trên mạng xã hội. Và chắc chắn phía bên gia đình của cô Hai cũng đã stress khá là nhiều. Sở dĩ rằng là mọi người vẫn vững lòng, vẫn bình tâm á, cũng chỉ để lo chu toàn những cái việc còn đang dang dở của cô Hai. Chứ để mà quên á, thì khó có thể nào mà quên được. Và cái vấn đề mà mọi người bị suy sụp á, một phần là cũng do những cái thông tin sai lệch như thế này. Ví dụ như á, mà bản thân của chúng ta cảm thấy rằng là mình không thích, mình không mến, mình không yêu quý, mình có thể là dành những cái điều gì đó thật sự là nó không hay ho á, thì nó cũng vừa phải thôi, đúng không quý cô chú anh chị? Chứ không thể nào mà mình làm lố, mình làm quá trớn, mình gây ra những cái việc mà thật sự trời Phật cũng không thể nào chứng, cũng không thể nào mà chấp nhận cho những cái việc mà các bạn đã và đang làm. Cuộc đời này á, không phải rằng là mình nói ngày hôm nay là ngày hôm sau nó sẽ coi như là bay biến, hoặc là những cái việc mà mình đã làm ngày hôm sau coi như mình không làm nữa là nó sẽ chấm dứt. Mà cái nghiệp đó nó vẫn mãi đeo bám các bạn, không biết ngày nào, giờ nào. Cho nên làm ơn, làm phước, làm cái việc gì cũng vậy, cũng phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Chứ không thể nào mà mình nghĩ đơn giản rằng là tôi thích nói cái gì thì tôi nói. Ví dụ như mình thích nói cái gì á, mình nói á, thì đúng là miệng của mình, mình muốn nói sao cũng được. Nhưng từ chính miệng của mình nói ra những cái việc sai lệch thì đảm bảo rằng là cái nghiệp mình mang suốt cả cuộc đời. Còn một người đã khuất
Một người đã về với cõi Phật thì chắc chắn rằng là người ta cũng sẽ không bao giờ vướng bận ở trần thế nữa. Và Quýnh Nhà cũng còn nhớ rất là kỹ cái lúc mà cô hai vừa mới ra đi, rồi cho đến tại thời điểm bây giờ thì cái thông tin nói rằng là cô hai vẫn còn sống đó quý cô chú anh chị, nó tràn lan ở trên mạng xã hội cả. Và có nhiều người người ta bán tín bán nghi, người ta cứ nghĩ rằng là cô hai làm những cái chiêu trò, hay là gia đình của cô hai làm những cái chiêu trò. Nhưng quý cô chú anh chị em biết không, cuộc sống của chúng ta đâu có phải cái việc nào mình cũng thể tạo ra chiêu trò. Có thể là làm ra những cái việc mà thật sự là không còn cái từ ngữ nào để mà có thể là diễn tả một người đã mất mà có thể quay lại và sống lại được. Thì quý cô chú anh chị em nghĩ thử coi, những cái thông tin xuyên tạc bịa đặt nó sai lệch như thế mà quý cô chú anh chị em cũng tin thì Quýnh Nhà cũng chịu đó. Và Quýnh Nhà cũng biết rất là rõ gia đình của cô hai vô cùng đau buồn. Kể từ khi cô hai ra đi cho đến tại thời điểm bây giờ. Và mọi người đã từng ngày từng giờ cố gắng và cố gắng hơn nữa để có thể lo chu toàn những việc còn đang dang dở của cô hai. Họ không còn đủ cái tâm trí, đủ thời gian và sức lực để có thể là làm ra những cái chiêu trò như vậy. Cho nên đừng có đặt điều cho họ. Mình càng đặt điều cho họ thì cái nghiệp của mình càng gánh. Bởi vì lẽ đó, những người mà yêu thương cô hai thì luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy, đến với gia đình của cô ấy. Và bản thân của những người trong đại gia đình của cô hai không ai mong muốn cô hai ra đi cả, luôn hoài niệm, luôn có một cái tư tưởng rằng là cô hai vẫn còn đâu đó, vẫn đang phù hộ cho tất cả mọi người cơ. Cho nên đừng có đụng chạm đến cái nỗi đau của họ. Cái nỗi đau này á, chắc có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người cũng sẽ trải qua một vài lần. Và ai mà còn có người thân trên cõi đời này á, thì chúng ta hãy tạo một cái gì đó được gọi là phước báo đó quý cô chú anh chị, chứ không thể nào mà mình gieo ra cái nghiệp để rồi sau này bản thân của mình hay là những người thân của mình lại là cái người gánh. Thật sự để mà nói, Quýnh Nhà nghe cái thông tin này nhiều rồi, nhưng mà Quýnh Nhà cũng không nghĩ rằng là tại vì sao nó còn dư âm đến tại thời điểm bây giờ. Và có nhiều người mà người ta không yêu mến cô hai đó quý cô chú anh chị, thì chúng ta cũng đừng nên nói những cái lời lẽ đai nghiến làm tổn thương đến tất cả những người thân trong gia đình của cô hai. Còn bây giờ cô hai thì cô ấy đâu có vướng bận gì nữa, và cô ấy cũng đâu có cần biết, cũng đâu có cần nghe, và cũng chả bao giờ nghe thấy được. Cho nên mọi người ơi, mình có thương thì mình thương theo một cái cách được gọi là văn minh, còn mình đã không thương thì cũng đừng nên lấy người đã khuất ra để làm những cái chiêu trò hoặc là tạo ra những cái câu chuyện thiêu dệt như vậy, ảnh hưởng rất là nhiều đến gia đình của cô hai đó. Người thân của cô hai thì luôn muốn những điều tốt đẹp và cũng không muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ một ai. Cho nên rằng là nước sông thì nó không phạm nước giếng. Và cái thanh danh, cái danh dự, cái uy tín của cô hai cũng không thể nào mình lấy ra để làm những cái câu chuyện thiêu dệt như vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không thấy được những điều gì đâu, nhưng mà ngày hôm sau nữa, hoặc là năm sau, hoặc năm sau nữa, chúng ta sẽ biết được cái nghiệp mà chúng ta gieo ra là nó như thế nào. Cuộc sống của mỗi con người thì ai cũng muốn tạo nhiều phước báo, tạo nhiều cái công đức để chúng ta có được cái cuộc sống được gọi là viên mãn, thanh tịnh. Nhưng mà mình làm lố, mình làm quá trớn thì chắc chắn một điều rằng là cái lương tâm của mình nó cũng sẽ bị rây rứt, và không có cái gì được gọi rằng nói cho vui đâu quý cô chú anh chị. Mình nói cho vui nhưng nghiệp là do chính mình và gia đình của mình là mang ạ. Ok, cái đoạn video này của Quý Nhà thì xin kết thúc tại đây.
Mình chúc mọi người luôn được giàu sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quý Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quý Nhà. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.